Ok. Mến chào mọi người. Chúng ta gặp nhau ở trong buổi tối của ngày hôm nay. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các kiến thức về dinh dưỡng cho mẹ bầu và bé. Tôi sẽ cố gắng đi lược thật là ngắn gọn, thật là đơn giản để giúp chúng ta có thể giải quyết được vấn đề luôn. Tránh trường hợp là đào sâu quá, chuyên môn quá nhưng lại không ra được đơn và không ra được kết quả cũng như là không đánh được vào đúng cái nhu cầu của người dùng. Thì hôm nay rất may là ở lớp mình có Thu. Lát nữa thì thầy sẽ nhờ Thu khoảng tầm 15 phút. Thu có rất nhiều các chuyên môn về mẹ và bé. Bạn Thu bây giờ đang là làm quản lý cho một bệnh viện ở Hải Phòng, bệnh viện khoa sản Tâm Phúc, chuyên về khoa sản, có nghĩa là chuyên về mẹ bầu và bé. Và trước đây thì tôi cũng đã từng cộng tác với bệnh viện làm về cũng làm về dinh dưỡng và yoga. Thì lát nữa sẽ nhường lại sự chia sẻ cho Thu một chút nhé. Thu cố gắng tương tác với lớp một chút để tăng cái năng lượng lên. Thì tôi sẽ đưa vào việc luôn nhá. Cố gắng tại vì chúng ta chỉ có 1 tiếng thôi. Ok. Rồi, chủ đề hôm nay là dinh dưỡng mẹ bầu và bé. Vậy thì rất nhiều người sẽ quan tâm là mẹ bầu và bé thì trong quá trình mà mình tăng cân giảm cân hoặc là mình ăn uống đầy đủ chất và đa chất, đầy đủ chất, đa chất và vi chất nhé, thì sẽ có những cái lợi ích đối với mẹ và bé đúng không? Chúng ta hầu hết đều quan tâm tới cái việc đó đúng không? Nhưng cái điều thực sự mà cần thiết ở đằng sau đó đấy thì chúng ta ít để ý và ít quan tâm, dẫn tới là chúng ta không biết, không phải là chúng ta không có ý thức muốn không muốn biết mà là do chúng ta không biết thực sự. Và hầu hết là trong những cái năm mà tôi lao động làm việc và giảng dạy yoga và dinh dưỡng ấy, thì tôi để ý thấy rằng là hầu hết các mẹ sau khi sinh khoảng một hai cháu thì người hỏng hết, hỏng toàn bộ luôn, không thể phục hồi được. Nhiều bạn nhá, sinh ơi là sinh, sinh cực kỳ luôn ấy. Bây giờ nhá, đẻ hai cháu rồi, mặt vẫn rất là xinh, da những cái chỗ lộ ra, da rẻ trên người của họ này, những cái chỗ lộ ra mà không mặc quần áo thì mà mặc quần áo tico đấy. Ví dụ họ mặc áo tico tập yoga nhá và mặc quần tico nhá, áo bra và mặc quần tico nhá. Nhưng ở trong cái áo bra đấy thì ngực giãn hết rồi. Và dưới rốn một chút, ngực bụng cũng giãn hết rồi, đùi cũng giãn hết rồi. Bộ phận sinh dục cũng hỏng hết. Tất cả mọi thứ trong cơ thể gần như là hỏng hết mà không biết chữa kiểu gì ra làm sao cả, mà những cái vấn đề này không thể chữa được khi mà đã có bệnh rồi. Chúng ta chỉ có cách là phòng thôi. Vậy thì cụ thể như sau nhá, tôi sẽ đưa ra một loạt các bệnh để mọi người biết sợ trước, và chúng ta cần phải tư vấn cho khách hàng của mình để khách hàng mình biết sợ trước và đưa ra một loạt cái hình ảnh để khách hàng biết sợ nhá. Cụ thể này, khi mà có bầu thì chúng ta cố gắng duy trì cái cân nặng từ tối thiểu là 8 kg, tối đa khoảng 12 kg. Đây là cái công thức cứng. Lý do tại sao lại phải làm như vậy là để tránh chị em bị hỏng hết toàn bộ da ở trên người. Toàn bộ da ở trên người nhé. Hầu hết nữ giới đấy thì các bạn cái lượng mỡ rất là cao. Lượng mỡ của chúng ta rất là cao. Chúng ta là nữ thanh niên mà. Mới sinh cháu một hai lần, một cháu hai cháu thì là nữ thanh niên, đa phần là nữ thanh niên hết rồi. Và cái lượng cơ bắp của mình thì lại không nhiều, nhưng cái lượng mỡ dưới da thì lại khá là nhiều. Hầu hết người nữ nữ Việt Nam thì đa phần thích cái form dáng là mảnh mảnh mỏng mảnh một chút, và người phải có tí mỡ trong nó mới mềm mại, nó mới thịt, nó mới mềm mềm đúng không? Ví dụ như tôi có thể nhìn tưởng tượng mường tượng ra thịt Ngọc Anh với cả thịt Thu khá là mềm đúng không? Thịt thịt mềm chứ không phải săn chắc cơ bắp cuồn cuộn. Đấy là ví dụ nhé. Chị Nga cũng vậy, thịt cũng thuộc nhóm người thịt rất là mềm đúng không? Có nghĩa là nữ tính chứ không phải là tập gym đó, không phải thuộc nhóm cơ gọi là tập gym. Vậy thì cái độ đàn hồi của da mình nó không tốt được như những cái người mà người ta nhiều cơ bắp, gọi là nhiều cơ đi đúng không, dẫn tới là mình tăng vượt cái chỉ số cân ưu ưu việt là khoảng 12 kg, có thể là mọi người tăng đến 22 kg. Và thực sự là tôi có một bạn tên là Thúy, bạn đang tập lớp ập, bạn ấy tăng hơn 20 kg, hay 35 kg gì đó, dẫn tới là bạn xưng đáy kỳ luôn, tiếc lắm nhé, tiếc cực kỳ luôn ấy, nhìn muốn yêu luôn ấy, xinh cực kỳ, eo nhỏ hông to trắng, eo nhỏ không to và rất là trắng, chỉ còn có mỗi cái form như vậy là đẹp lắm rồi đúng không? Nhưng mà ngực giãn hết cả ngực, xẹp ngực, giãn ngực và mông đùi hỏng hết. Còn bộ phận sinh dục thì mình không biết, nhưng khẳng định này, toàn bộ hệ thống cơ ở phía ngoài mà xuống cấp như vậy đấy thì ở trong cơ thể cũng sẽ tương tự như vậy nhé. Khóa K1 và K2 thì bạn Thủy, bạn Thu Thủy, không biết hôm nay bạn có học không? Bạn Thu Thủy thì trước đây bạn có vấn đề là xa thành âm đạo, có nghĩa là cái âm đạo của mình đấy nó bị giãn,
nó dão dẫn tới là nó đẩy ra phía ngoài. Ở đây thì cái trường hợp như thế thì có lẽ bạn Thu bạn ấy biết nhiều hơn, xa thành âm đạo nhé. Nặng hơn một chút thì có thể dẫn tới là xa tử cung, xa tử cung nhé. Nặng hơn một chút nữa có thể dẫn tới là xô lệch khung chậu, xô lệch khung chậu nhé. Ngọc Anh sẽ quan tâm tới cái việc này nhiều hơn, thì em có thể tốc ký hoặc xem lại video. Ok, Thu thì có học. Xa thành âm đạo này thì thường những cái xa thành âm đạo thì khá là dễ tập luyện, chúng ta chỉ cần tập luyện các bài tập Kegel hoặc Yoga là tự săn chắc lại. Nhưng mà xa cửu tử cung thì cần phải có cái công thức làm việc hiệu quả hơn, làm việc học tập hiệu quả hơn nhé, đúng không? Và trong trường hợp lại còn bị xô lệch khung chậu hoặc là tách hố chậu, tách hố chậu thì các bạn phải chịu khó mua quyển sách yoga trị liệu của thầy, tách hố chậu nhé, giải thích rất là rõ cái hố chậu của chúng ta bị tách ra. Và nặng hơn một chút nữa có thể dẫn tới là làm sao ạ, tách cả cơ bụng chứ không chỉ đơn giản là dạn ra bụng nữa nhé. Mà tách cơ bụng thì các bạn hình dung là từ một cái việc rất là đơn giản, vô cùng đơn giản luôn, chỉ là tăng thừa 12 cân thôi, tăng ở mức tối ưu đấy nhá, là tăng thừa thôi mà gây ra một loạt các vấn đề bệnh tật như vậy, có thể là kèm theo cả trĩ, làm sao là kèm theo cả xa dạ dày nữa thì thôi rồi, combo một loạt các cái bệnh thì vậy thì phục hồi lại vô cùng tốn kém, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến làm sao nhỉ, xa tử cung, tách cơ bụng, tách khung chậu và dạn ra bụng, dạn ra ngực. Ba cái vấn đề, bốn cái vấn đề đó thì chữa được vô vàn tiền, không biết bao nhiêu là mà lần cả, đúng không? Tôi tổng kết lại nhé để mọi người nắm vững sơ sơ bộ này. Có nghĩa là mẹ bầu thì cố gắng đừng tăng quá 12 kg và cũng đừng thấp hơn 8 kg. Thấp hơn 8 kg thì mẹ và bé sẽ không được khỏe mạnh. Chúng ta đừng tìm ra cái bệnh tật để mà chữa bệnh làm gì cho mệt mỏi đó. Cách tốt nhất là tìm ra cái nguyên nhân của bệnh để đề phòng cái bệnh nó xảy ra. Thì đấy là một cái cách làm thông minh nhất. Tránh trường hợp là có bệnh mới đi chữa bệnh thì cũng chả giỏi giang gì đâu. Có bệnh mà mới đi tìm cách chữa bệnh hoặc là biết cái cách chữa bệnh thì thực sự đấy không phải là giỏi giang gì cả. Và mọi người đều xem hết tất cả những cái bộ phim ở Trung Quốc rồi là các cái bộ phim gì đó. Hầu hết những người thực sự giỏi giang là những người ta biết trước được cái vấn đề xảy ra và người ta phòng tránh cái vấn đề đó để có thể chiến thắng được cuộc chơi đó mà tốn kém, ít tốn kém nguồn lực nhất. Thì đấy mới là cái cách thông minh nhất, đúng không? Rồi, chỉ cần không tăng quá cái lượng cân tối ưu là 12 cân mà chúng ta tăng lên hơn 20 cân rồi thì nhẹ nhất nhá là các bạn bị dạn ra ngực, nặng hơn một chút dạn cả ra bụng và ra đùi, đúng không? Nặng hơn một chút thì bắt đầu bị xa thành âm đạo, kèm trĩ hoặc táo bón hoặc nứt hậu môn, đúng không? Nặng hơn một chút có thể dẫn tới xa cổ tử cung, nặng hơn một chút nữa có thể dẫn tới là hố chậu của các bạn bị tách ra và không thu lại được. Giả thiết như bây giờ chúng ta là nữ giới chưa sinh nở lần nào thì hai cái hố chậu của chúng ta nó chỉ cách xa nhau tầm khoảng 2-3 cm thôi. Mọi người có nhớ câu là mở mở cửa mình mở ra đó, 5-3 cm, 9-10 cm đấy là cái hố chậu nó tách ra, cái xương chậu nó tách ra, đúng không? Nhưng bây giờ tách ra không co lại được, đúng không? Hoặc nó co lại nhưng chỉ co lại được khoảng 50% thôi. Ví dụ nó tách ra là 2/3 cm, 2-3 cm để đứa trẻ nó ra nhưng bây giờ nó không co lại được. Thì bây giờ giả thiết bệnh nặng hơn một chút là liên quan đến tách cái khung xương chậu đó ra mà không thu lại được, có nghĩa là giãn cái đầu cơ làm lệch cả khung xương chậu và chúng ta bị một chân cao chân thấp dẫn tới là chúng ta bị đau lưng và chúng ta bị chai bàn chân, đau lưng nhá, chai bàn chân hoặc là mòn một ổ khớp gối ở một chân, bị thấp bị cao, nặng kinh khủng chưa. Nặng hơn một chút nữa thì mọi người có thể bị dẫn tới là tách cơ bụng. Trước đây chúng ta ấn cái tay vào giữa rốn này hoặc là trên rốn một chút thì thấy cái đám cơ của chúng ta, các cái cơ bắp ấy nó rất là cứng, nhưng bây giờ chúng ta ấn cái tay vào phát nó chui tuột ngón tay vào trong, thậm chí đến cả một đốt hai đốt ngón tay, thì có nghĩa là chúng ta đã bị tách cơ bụng. Nặng hơn một chút nữa thì có thể là bị xa cả dạ dày. Một bầu trời bệnh như vậy thì chữa làm sao được, chẳng có bác sĩ nào chữa được đâu, tại vì không biết bắt đầu chữa từ đâu, quá nhiều bệnh, có đúng không? Thì để đối với những người mà làm những công việc chúng ta thì phải biết cách tư vấn cho học viên của mình, bạn phải trước cái gì trước cái gì sau để tránh tối ưu hóa, tránh nhá, hạn chế tốn nguồn lực và tối ưu hóa vấn đề mà tốn kém ít nhất có thể. Có thể là chúng ta là những người có điều kiện trẻ khỏe thì chúng ta không quá quan tâm tới cái việc là cái chữa cái gì không quan tâm sốt ruột. Nhưng những người ngoài kia thì như vừa rồi tôi gửi cái tin cho vào trong nhóm K1 K2 đấy, đúng không? Nhiều người bệnh cực kỳ luôn, nói thật thương cực kỳ luôn, tại vì mình cũng muốn chữa cho họ miễn phí lắm, nhưng mà chữa miễn phí thì mình còn thời gian mình làm việc khác chứ, mình hoàn toàn có thể chữa miễn phí được, mình không tiếc gì cả, mình có rất nhiều các khóa học như này mình hoàn toàn có thể tặng được. Một là người ta phải có phải muốn học hay không,
Thứ hai nữa là mình cũng còn phải dành thời gian để chăm các cái bạn mà bạn thực sự là có cái khát vọng học tập và nâng cấp sức khỏe chứ, đúng không? Chứ mình cứ miễn phí mãi thì hôm nay bạn rảnh bạn vào, mai bạn rảnh thì bạn xem thì làm mệt cả mình, mệt cả đội nhóm của mình thôi, đúng không? Vậy thì chúng ta phải là người hiểu vấn đề để biết tư vấn cho học viên của mình, đúng không? Biết cho học viên của mình có cái ý thức học tập vào, có cái ý thức chữa bệnh cho bản thân một cách hoàn toàn chủ động, thì cái việc học tập tự học nó quan trọng vô cùng luôn, chứ không phải là tiền bạc đâu. Đôi khi đóng tiền chỉ là cái gia tốc của mình học tập nó hiệu quả hơn thôi. Nhưng tôi biết rằng là có rất nhiều người đóng tiền nhưng cũng không học, trong đấy có tôi. Có rất nhiều khóa học đóng tiền rồi nhưng không học, nó chỉ học một vài bập bõm một vài thứ ba thứ rồi lại bỏ thôi, đúng không? Thì cái việc học rất là quan trọng, thì chúng ta phải cố gắng tạo ra một cái cộng đồng như thế này, đúng không? Nhiều lớp khác nhau. Có những bạn bạn học hai khóa rồi và bạn cảm thấy không cần thiết nữa thì bạn không vào học thôi. Nhưng có rất nhiều người vẫn học đến khóa thứ ba. Ví dụ chị Lượng Hòa này, chứng tỏ chị rất là yêu và chăm sóc bản thân nhá. Có khóa nọ khóa kia chị rất là nghiêm túc, đúng không? Đó. Rồi, quay lại vấn đề này. Vậy thì có thể tổng kết nhá. Để có thể chữa được tất cả những bệnh liên quan cho mẹ bầu nhá, thì chúng ta phải tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Và nguyên nhân gây bệnh là gì nhỉ? Tăng quá cái cân nặng cần thiết hoặc là không đạt được cái cân nặng cần thiết, dẫn tới là cơ thể bị tổn thất nặng và phát sinh ra một loạt các cái vấn đề bệnh tật như vậy, thì cách phòng bệnh vẫn là tốt hơn chữa bệnh chứ, đúng không? Chứ không phải là hiểu bệnh và đi chữa bệnh thì chết dở nhá. Chúng ta lại giống bác sĩ mất rồi. Chúng ta không phải là bác sĩ, chúng ta là người phòng tránh, nâng cấp sức khỏe một cách chủ động và sử dụng công cụ là có yoga, đúng không? Chứ không phải là bác sĩ tập cái bài tập gì, ăn cái gì để chữa bệnh gì, không phải, đúng không? Chúng ta được xã hội nhà nước công nhận nhé là mảng y tế dự phòng. Y tế dự phòng nhá, tương đương với một loạt các cái trạm xá đấy ở các tỉnh thành đấy, đúng không? Chứ lưu ý nhớ nhấn mạnh nhá, tránh trường hợp cô ơi chị ơi tập động tác này chữa được bệnh này bệnh kia thì chết dở đấy, cuối cùng mình bị lụt vào những cái vấn đề mà không thuộc cái chuyên môn của mình, đúng không? Rồi tôi dừng lại một chút nhá, ở phần dinh dưỡng cho mẹ bầu để xử lý các vấn đề của mẹ bầu, còn bài các cái bài tập để xử lý các cái vấn đề như vừa rồi nhá, thì vô vàn luôn ở trong cuốn sách yoga trị liệu, đầy đủ chả thiếu cái gì cả, bao gồm cả dinh dưỡng, đúng không? Và trong đấy có video luôn, mọi người hoàn toàn có thể không cần tập và bật lên nghe thôi, đúng không? À, như chị Nga vừa rồi chị có chia sẻ này, ban đầu thì nghe thầy nói nhiều có đau đầu, chưa đến mức chị bảo là đau đầu, nhưng mà thấy thầy cũng nói nhiều thật, nhưng mà dần dần thì thấy nghe đấy cũng thấy quen quen, bắt đầu lâu dần thì chúng ta quen nhau thì chúng ta cũng cảm thấy rằng là ông ấy nói nhiều lắm mồm, thực sự là mình nghe cũng mệt, nhiều khi mình mệt quá mình nghe cũng đau đầu thật, nhưng mình cứ nghĩ tích cực rằng là mục tiêu của người ta chỉ đơn giản là muốn muốn truyền tải cho mình một chút cái kiến thức để tự chăm sóc bản thân, có nghĩa là người ta có mục đích tốt, chứ không phải là người ta nắm mồm người ta nói nhiều để thể hiện cái chuyên môn của người ta và thể hiện cái sự hiểu biết của người ta nhằm để làm cái điều gì đó, không có nhá. Mục tiêu cũng chỉ là mong muốn chia sẻ giúp đỡ cho mọi người có thêm một chút kiến thức, một cái góc nhìn mới để mọi người có thể tự chăm bản thân tốt, mục đích là tốt, và nắm mồm một chút thì thôi thì cũng chấp nhận được, cũng không đến nỗi quá tệ, đúng không? Nghe lâu dần rồi tôi cũng quen thôi, đúng không? Rồi dừng lại một chút xíu nhá. Mọi người có ai thắc mắc gì về cái phần là tìm ra nguyên nhân chữa các chứng bệnh của bà bầu không? Nhất là trước, trong và sau sinh đấy. Trước, trong và sau sinh thì chúng ta sẽ gặp nhau ở những cái buổi khác, tại vì dài quá, nhiều quá. Lướt nhanh một chút xíu. Ví dụ Thu thì mà dạy yoga, Thu dạy yoga trong bệnh viện cho các mẹ như vậy rồi làm em có thể làm ra một loạt các cái chuyên đề như vậy, có tập giật mình không tốt, các mẹ chết run chết dế rồi cơ, bảo sao nghe vậy luôn, tại vì đúng quá gì đó. Thu đang là quản lý, đang nằm trong phòng quản lý cấp lương các thứ thưởng cho các bác sĩ, đúng không? Ok, chị Nga có thắc mắc điều gì không, có muốn tương tác điều gì không? Dạ không ạ, tại vì em cũng không có gặp bà bầu lắm ạ. Ok chị. Rồi không sao, mình qua cái tuổi đấy rồi, mấy con cháu của mình cũng cũng chưa có nữa. Thầy chưa chưa đẻ hoặc là đẻ qua rồi đúng không? Sinh nở qua rồi thì mình cũng chưa có nhu cầu. Ở đây thì bạn Hồng Nhung bạn bảo bạn tăng 2 cân dù ăn uống theo bác sĩ thầy ạ. Ăn uống theo bác 22 sĩ cân ạ. 22 cân nhưng mà lúc đó là bạn ở cái cân nặng tối ưu thì bạn tăng 2 cân thì là bình thừa. Còn bạn thiếu hơn cân nặng so với người bình thường thì bạn tăng lên 2 cân thì có nghĩa là vẫn đủ. Rất nhiều bạn có thể là cao 1m6 nhưng mà chỉ nặng có 43, 44 cân thôi. Nhưng sau khi có bầu thì nặng lên 20, 30 cân nhưng mà vẫn đạt được cái tối ưu là 12 cân.
Tại vì bạn trở về cân nặng bình thường, sau đó bạn tăng thêm hơn chục cân nữa, thì có nghĩa là tăng hai mấy cân đấy. Nhưng bây giờ giả thiết như bây giờ bạn đang cao 1m6, bạn nặng tầm khoảng 5-6 cân, nhưng bạn lên 2 cân thì là cả vấn đề rất là lớn, vấn đề to luôn đấy, đúng không? Rồi ok. Còn ăn uống theo bác sĩ thì bác sĩ như vừa rồi tôi chia sẻ đấy, bác sĩ là phải khoa dinh dưỡng lâm sàng hoặc là bác Nguyễn Xuân Linh. Bác Nguyễn Xuân Linh nhá, thì có thể đợt tới thì chúng ta sẽ gặp những chuyên gia rất là đặc biệt uy tín và chuyên môn rất là tuyệt vời. Hôm nay có thầy Thanh thì thầy chỉ là quan sát thôi. Thầy tên là Xuân Thanh ở trong nhóm này. Đó, quan sát xem tôi làm cái gì. Và cũng là thầy của tôi. Tôi biết đến dinh dưỡng là do thầy. Đó. Rồi. Thủy có tương tác rằng là chưa miễn phí thì không có ý thức học tập. Đúng rồi. Họ không có ý thức đâu. Họ không cầu thị. Phải có khát vọng học tập cơ. Khát vọng thay đổi sức khỏe theo cái hướng tích cực cơ. Nhiều người lờ đờ vật vờ lắm. Đúng không? Thầy Thanh bảo rằng là bác sĩ là thầy thuốc, cần uống thuốc thì tìm. Thì đúng rồi, bác sĩ là thầy thuốc mà. Còn chúng ta là y tế dự phòng mà. À, chúng ta là ăn uống chăm sóc sức khỏe một cách chủ động. Có nghĩa là chúng ta là thầy thuốc cho bản thân mình. Đúng không? Mình tự tìm ra cái công cụ cho mình. À, Ngọc Anh đã sinh nở, chuẩn bị sinh nở chưa? Chắc là chuẩn bị sinh nở cho nên mới quan tâm đúng không? Dạ chưa thầy, chưa có chồng. Thế thì chuẩn bị đi là vừa, học các kiến thức đi là vừa, không chẳng may sinh một cháu này lại rách tét tét từ khắp nơi ra thì chết dở, phí quá đúng không? Đó. Thu, chị Mai, chị Nguyễn Mai thì bạn Nguyễn Mai thì bạn cũng sinh nở rồi thì bạn có lẽ không cần thiết lắm. Hồng Nhung hầu hết ở đây thì đều sinh nở hết rồi. Rồi, vậy thì mời Thu một chút xíu nhá. Thu Thu. Thu ơi, Thu ơi, Thu. Dạ. Em biết cái gì về bà mợ mẹ bầu và bé mà em cảm thấy rằng là đấy là những cái điều cần phải làm, có nghĩa là những cái điều gần như không phải, không nhất thiết phải bắt buộc, nhưng mà lên lên làm đúng không, lên làm đối với mẹ bầu. Ok, xin mời Thu nhá. Vâng, em thì em cũng xin chia sẻ một chút kiến thức mà em qua 12 năm, 13 năm em làm ở bệnh viện thì em cũng có nắm được. Và em cũng muốn với mọi người để mọi người biết thêm thôi, chứ còn thực tế thì em thì không không trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh, nhưng là có thể là những cái em nói thì nó chỉ mang trên một cái cơ sở là cái kinh nghiệm của em thôi ạ. Ok. Vâng, thường thì là 1-2 kỳ thì người ta chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là 3 tháng đầu, giai đoạn 2 là 3 tháng giữa và giai đoạn 3 là 3 tháng cuối. Thì 3 tháng đầu thì hầu như là em bé đến thì là cái cơ thể người mẹ nó bắt đầu ý thức thích ứng với cái sự thay đổi. Có một cái sinh linh ở trong cái bản thân mình, có cơ thể mình thì có người là nghén không ăn được nên là dẫn đến là sút cân. Sút cân thì là đấy là những cái mà cái phản ứng của cơ thể thôi ạ. Còn 3 tháng giữa thì khi mà mẹ và bé hòa hợp với nhau thì ổn định. Và mẹ thì có thể ăn ngon miệng hơn. 3 tháng cuối thì trao đổi chất thì của em bé nó cần nhiều để nó hoàn thiện những cái cơ thể của em bé, thì là cái trao đổi chất giữa mẹ và bé nó xảy ra nhanh và nhiều, thì là dẫn đến những cái mất kiểm soát về cân nặng, như là mẹ có thể là đói thường xuyên, ăn ăn một cách là không khoa học, không 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 chú ý đến cái vấn đề dinh dưỡng, tức là cứ đói là nạp vào. Và thường thì là mẹ bầu thì có một cái tình trạng là ăn quá nhiều đường và tinh bột. Đấy, nên là mới lại có một cái tư tưởng là ăn cho hai người, nên là cứ ăn ăn gấp đôi lên và thời gian ăn có thể kéo dài đến những cái giờ đêm. Thế là cái trao đổi chất nó xảy ra và thường thì làm cho cái mẹ bầu là không kiểm soát được cân nặng và tăng cân một cách chóng mặt. Đấy, cũng có những cái người thì người ta có cái phản ứng cơ thể, tức là cái trao đổi chất bạn bất thường ở trong cái cơ thể người ta, tức là có một cái bệnh sẵn về trao đổi chất ạ, thì người ta tăng cân một cách tức là thừa thãi ra, như ví dụ như là tăng đến 30, có người tăng đến 40 kg. Em đã gặp những cái trường hợp mà tăng 40 đến 42 kg và mẹ trở thành béo phì, dẫn đến tiểu đường, rồi dẫn đến tức là tiền sản ạ, họ là bị những cái bệnh về tiền sản giật thì nó rất là nguy hiểm. Thế nên là mẹ bầu nào thì bản thân mình này, lúc mình bình thường mình ăn uống chưa chắc gì đã là khoa học. Đấy, đến lúc mà mình có bầu rồi thì cái chế độ ăn uống thì nó còn phải dựa trên, thứ nhất là cái việc mà mẹ bầu đi xét nghiệm xem thiếu chất gì, bổ sung cái gì và ăn uống như thế nào, chia bữa như thế nào, em nghĩ là nó vẫn áp dụng theo cái phương pháp mà
tăng giảm cân của thầy mà trước thầy dạy đó, ăn ngày bao nhiêu bữa và lượng nạp vào cơ thể nó cũng phải là khoa học như thế thì mới giữ được cái cân nặng. Thì mình cũng, nếu mà mình đã làm về dinh dưỡng, về 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 hướng tới là làm, tức là y tế dự phòng, thì mình cũng sẽ phải lên cái thực đơn cho bà bầu, tức là ăn uống làm sao để cho nó khoa học và mình tăng cân trong cái diện là mình kiểm soát, trừ những cái trường hợp mà đặc biệt là mẹ bầu thì có những cái nó trao đổi chất là bất thường trong cơ thể thì mình không nói, nhưng những người mà hầu như là bình thường ấy thì là họ có một cái tư tưởng là họ ăn uống nó vô tội vạ rồi, không theo một cái phương pháp nào, không không theo một cái nề nếp nào, thế mình mới phải là người hướng người ta đến xem là người ta ăn bao nhiêu bữa một ngày và ăn những cái gì để đảm bảo cung cấp trao đổi chất giữa mẹ và bé để nó hài hòa và nó khoa học, thì cái sự tăng cân đấy mới kiểm soát được, chứ hầu như là những cái đấy là kiến thức đấy là họ thiếu hoàn toàn luôn á. Thế nên Đúng rồi. là mình làm phải người người định hướng, nên mình phải tìm ra được một cái thực đơn khoa học Dành phù hợp cho với từng lại cá nhân một. cơ thể người ta. Đúng rồi, tuyệt Vâng, vời. Chuẩn cái kinh luôn. nghiệm Em nói tiếp đi. thế Giỏi thế, phải nói tiếp đi chứ. Để mọi người còn học nó. vâng, đấy thì hầu như là mình sẽ phải tư vấn trên người ta trên cơ sở khoa học nhé thầy nhé, có nghĩa là trong cái ba ba cái chu kỳ mà em vừa nói đấy, giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối đấy, bác sĩ là người sẽ chỉ định cho họ làm những xét nghiệm về vi chất. Xét nghiệm về vi chất thì là họ sẽ phải làm đủ những cái xét nghiệm đó, thì họ dựa vào những cái bảng vi chất đấy thì mình mới tư vấn được họ là ăn gì, uống gì. Đấy, chứ không phải là 3 tháng đầu một cái là những cái vitamin sắt rồi là canxi là mình ăn nạp vào luôn, là mình phải hiểu biết là trong những tháng đầu họ được ăn cái gì và uống cái gì. Đấy, bầu thì là quan trọng nhất là 3 tháng rưỡi. 3 tháng rưỡi là hình thành nên những cái hệ hệ thần kinh hay là hệ xương của em bé, thì ngoài 22 tuần là mới được bổ sung canxi, còn sắt thì có thể bổ sung từ 10 18 16 tuần, 18 tuần. Nhưng mà không phải là lúc nào mình cũng 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 tư vấn cho họ như thế, mà phải dựa trên cái bảng vi chất của họ khi họ đi xét nghiệm về đã, bác sĩ chỉ định đã. Tức là mình phải tư vấn một cách khoa học chứ không phải là tư vấn một cách bừa bãi. Đấy. Đấy thì thường là những cái tuần thai mình sẽ tìm hiểu xem là đấy, mẹ bầu những cái tuần thai đấy thì em bé phát triển như thế nào, cần cái gì, để mình dựa trên cái cơ thể của người ta để mình tư vấn cho nó một cách hợp lý, chứ mình cũng không thể tư vấn bừa bãi được. Đấy. Thế thì ngoài ra đấy thì là ví dụ bổ sung canxi, bổ sung sắt hay bổ sung những cái thực phẩm khác nó còn dẫn đến nhiều cái hậu quả. Ví dụ như là bổ sung sắt, canxi thì là những cái chất đấy thì nó thường gây nóng, thì là mẹ bầu sẽ dẫn tới là táo bón trong 3 tháng đầu, thì nó ảnh hưởng đến cái việc là họ đau bụng hay là họ 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 sẽ bị dọa sẩy. Đấy thì mình cũng phải nắm được những cái kiến thức như thế để mình tư vấn cho họ nên thực đơn cho họ, và ăn nhiều rau xanh hay là khẩu phần ăn sẽ thay đổi như thế nào thì để cho phù hợp với lại từng giai đoạn phát triển của mẹ bầu và từng cá thể khác nhau, chứ mình cũng không thể áp dụng là ví dụ công thức A vào người B được, tại vì là mỗi người nó cũng có một cái thể chất khác nhau và thể trạng khác nhau, hay là trong cái quá trình trao đổi chất giữa bầu, trong quá trình bầu thì nó cũng khác nhau, nên mình cũng phải dựa trên một cái khoa học và trên những cái hiểu biết của mình về cái quá trình mang thai để mình làm việc cho nó hiệu quả và tư vấn để đạt cho người ta một cách là hiệu quả nhất. Đấy thì đấy là ý kiến của em. Em cũng dựa trên những cái kinh nghiệm mà các bác sĩ ở viện em họ đang làm, thì để em đúc đúc rút được cái kinh nghiệm đấy thôi, chứ cũng không phải là cái gì nó cũng quá cao siêu, nhưng mà nó có cơ sở thực tế thầy ạ. Ok, tuyệt vời. Cảm ơn Thu rất là nhiều. Ước gì tôi có được Thu nhỉ? Tự nhiên được có một đống kiến thức mà chả cần phải học tập gì cả. Thu ơi Thu. Rồi, ok. Vừa rồi là những cái kinh nghiệm mà bạn Thu với 12 năm làm việc, bạn đã chia sẻ với chúng ta đúng không? Và đúng là ai đó mà thực sự đấy, mà có nhu cầu, mà thường thực sự là các mẹ mà có bầu ấy, thì rất là quan tâm tới cái việc sức khỏe của mình. Nhưng hầu hết như cũng như Thư nói đấy, tôi chia sẻ đấy, đa phần là mọi người đều nghĩ rằng là ăn là do hai người và dẫn tới là cứ ăn đại ăn mừa thôi. Và đúng thực sự là hầu hết toàn ăn các đồ ngọt thôi, nhất là trong cái lúc mà chăm cháu đấy.
thì cũng lại toàn ăn móng giò để đu đủ các thứ để cho thật là béo, thật là nhiều sữa đúng không? Hầu hết đều là như vậy. Đúng là lợn lành còn thành lợn què nữa cơ. Nhiều khi trong cái lúc mà mình mang bầu mình ăn nhiều quá đấy, thì tôi có một anh bạn nhé, toàn chúng ta phải kể chuyện, phải tập cái thói quen kể chuyện. Tôi có một anh bạn rất là thân, chơi với nhau, và trong quá trình là vợ anh mang bầu thì anh choán rất là nhiều các loại hải sản, mà dẫn tới là cháu khi sinh ra là cứ té re thôi, gọi là bị đi phân sống đấy, đi phân sống từ khi mà sinh ra cho đến 8-9 tháng sau mới hết, chứ có suốt ngày ăn phân, cứ phân sống như vậy thôi, có nghĩa là nhiễm độc thai nghén đấy. Mà đến bản thân chúng ta nhé, mà mọi người có nhớ là cái con chó, con mèo, con bé xíu xíu bằng nắm tay này, mà nó mới lớn đấy, nó mới được có vài ba tháng mà chúng ta cho ăn những cái nhiều cái đồ mà đạm nhiều, cao đạm cáo là nó cũng bị làm sao đi kiết và nó chết. Thì trẻ con cũng vậy nhé, con mình vài tuổi nhé, ăn nhiều quá là cũng không tiêu hóa được, và cũng dẫn tới là đi đại tiện ra máu, đi đại tiện ra máu luôn nhé. Bản thân tôi cũng bị một lần như vậy. Tôi rất hay đi câu cái con cá bớp ấy, con cá bớp nó lành lắm, người Hải Phòng biết con cá bớp thì lành cực kỳ luôn, mà nấu cháo các con ăn, con bé xíu như vậy ăn cá bớp to luôn bằng cái bắp đùi nó rồi, gần bằng cái bắp chân nó rồi, mà cứ ăn như vậy thì ăn thường xuyên như vậy dẫn tới là thừa chất và con đi kiết, và cùng về sau là phải bỏ, phải dừng dừng có nghĩa là phải cách ra, chứ không phải là nhiều cá quá mà cứ ăn là tốt. Thì tương tự như vậy nhá, mẹ bầu và bé thì chúng ta phải có thực đơn, có thực đơn đúng không, và thực đơn đi theo công thức như sau nhá, vẫn dựa theo công thức là tính lượng calo tăng lên, ví dụ 3 tháng đầu là cần tăng bao nhiêu cân thì dựa theo bác sĩ, ví dụ mỗi một cân là cần khoảng 7 đến 8 nghìn calo đúng không, chúng ta có gạch đầu dòng rồi, mỗi một cân cần tăng thì cần 7 đến 8 nghìn calo. Vậy thì chỉ cần ăn tính toán làm sao mà bác sĩ bảo là 3 tháng cần phải lên được 4 cân, tháng đầu lên được 1 cân, tháng 2 lên được 2 cân, tháng 3 lên được 2 cân, có nghĩa là 3 tháng lên 5 cân đúng không? Đấy là ví dụ nhá. Đúng không? 3 tháng lên 5 cân, vậy thì tháng đầu cần lên 1 cân thì chúng ta cần phải ăn dư ra khoảng từ 7.000 đến 8.000 calo, nhưng vẫn dựa trên công thức là 30 40 30. 40 là cái gì, 30 là cái gì, 30 là cái gì thì các buổi trước mình biết hết rồi đúng không? 30 chính là cái gì nhỉ? Cái con số gì đó nhân với cân nặng của mình hướng tới. Sau đó tính ra lượng calo và chia lượng calo ra đều ra các bữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ quan tâm đến cái việc này. Lập giáo án ăn cho bà bầu thì không khó đúng không? Ví dụ con số nhân với calo, con số là 30 đấy, chính xác là con số là 30 đấy, nhân với cân nặng của mình thì sẽ ra cái lượng calo tại thời điểm hiện tại. Vậy thì bây giờ mình đặt cái giả thiết này, một bà bầu nhưng tháng đầu tiên là 50 kg, 50 kg nhá, thì 30 nhân 50 có nghĩa là bằng 1.500 calo. Thì tại tháng đầu tiên từ khi đi chụp X quang có bầu rồi, thai nhi 1 tuần tuổi đúng không, và trong tháng đầu thì bác sĩ đưa ra chỉ định là tăng 1 cân đúng không, tăng 1 cân nhá. Thì trong một tháng đầu từ cái ngày hôm đó mình phải tính ra rằng là mỗi một ngày người ta tăng phải bao nhiêu calo để cuối tháng được 7.500 hoặc 8.000 để có thể tăng được 1 cân đúng không. Đó thì cái việc đấy là cái việc đầu tiên nhá, lấy 30 nhân với cái cân nặng hướng tới là bao nhiêu nhỉ, 51, ví dụ 51 đi, thì mỗi ngày chúng ta phải tăng bao nhiêu calo chia đều cho cả tháng, chia đều cả tháng 7.500 chia cho 30 ngày, 7 5 0 0 chia cho 30 bằng 250 calo một ngày, mỗi ngày tăng 250 calo. Nhưng bây giờ mới là điều quan trọng này, bà bầu ăn mấy bữa một ngày, thưa ơi cứu thầy với, bà bầu ăn mấy bữa một ngày? Thầy ơi, tại vì là bà bầu ăn mấy bữa một ngày thì còn phải tùy theo cái thể trạng của họ đấy ạ. Như em vừa nói đấy, 3 tháng đầu hầu như là cái phản ứng của cơ thể là có một cái tức là có một cái khác lạ ở trong cơ Cái thể thì quen nó phản hormone đúng rồi. vâng nó phản ứng ra. Có người thì thấy bình thường, người ta vẫn ăn uống bình thường, nhưng cũng có những người, người ta cứ ăn vào là người ta nôn, người ta ăn vào là người ta nôn, nên là có những người là người ta không ăn được cái gì trong suốt một cái 3 tháng đầu, nên họ họ giảm cân sinh lý, nhưng mình cũng sẽ phải 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 đưa ra cho họ cái cách ăn ăn như thế nào. Thế Đúng rồi. mình không nạp, tức là một ngày mình cần phải nạp 1.500 calo vào cơ thể chẳng hạn, nhưng mình sẽ không đưa một chia làm ba ba bữa bốn bữa, mà mình có thể là đưa cho họ cái thực đơn ăn thành 6 bữa cho người tăng cân nhá, Đúng cho không người ạ? tăng cân dạy đấy ạ. Thế thì là họ sẽ ăn nhỏ, chia nhỏ những cái bữa ăn ra.
và mình cũng sẽ phải chia nhỏ cái lượng calo chia đều cho các bữa để làm sao họ họ tiếp thụ được cái những cái mà họ ăn vào cơ thể, tức là nôn vào rồi nhưng mà họ có thể ăn bổ sung để làm Ok. sao giữ calo đấy ạ. Tuyệt vời, chuẩn tuyệt đối luôn. Tôi cũng lại kể một câu chuyện nhé. Chả có liên quan gì bà bầu nhưng mà trẻ con này. Cậu con út của tôi là cháu mà khi mà cháu ốm ấy, cháu lên bệnh viện nhi thì cháu cũng bị nôn ra như vậy. Nhưng mà cứ ăn vào nó nôn. Thì ban đầu thì cháu sợ bố và cháu tin tưởng bố. Thì đút bao nhiêu cháu cũng ăn, nhưng cứ ăn xong lại lại nôn ra. Và cuối cùng tôi ước lượng nữa, ước chừng là chỉ là một xìa rưỡi thì cháu sẽ không nôn. Có nghĩa là một xìa rưỡi trong một bữa, và cứ cách nhật tầm khoảng 10 phút thì ăn một xìa rưỡi. Cứ 10 phút ăn một xìa rưỡi nhé, thì cả ngày hôm đó cháu không nôn. Nhưng chỉ nỡ tay đút thành hai xìa là cháu sẽ nôn ra, tầm 4-5 phút sau là nôn ra. Thì bà bầu cũng tương tự như vậy. Có nghĩa là chúng ta cố gắng lựa chọn này, chia thật nhiều bữa nhỏ. Nhưng bây giờ có thể chia thành 30 bữa cũng được. Mỗi bữa thì tí tí làm ký tí tí tí. Nhưng cái khó ở đây này, hầu hết mọi người cứ nghĩ đến cái việc ăn, cứ nghĩ đến cái việc ăn nhé, là phải làm một cái bữa gì đó hoành tráng, mất sức mất công của. Thành ra thời gian đâu mà ăn lắm thế thầy ơi. Tôi chưa nói xong, tôi mới bảo bạn rằng ăn cả ngày cho tôi. Bây giờ có cách nào đó ăn cả ngày không? Có rất nhiều loại thực phẩm giúp cho chúng ta ăn lai dai cả ngày mà không phải nấu nướng, đúng không? Ví dụ như các loại thức ăn gì nhỉ? Dạng bột, đúng không? Ví dụ như là Ulicity có nhá, các loại thức ăn đóng gói sẵn dạng bột, đúng không? Herbalife cũng có những loại thức ăn đóng gói sẵn ở trong các loại hộp. Chúng ta không nhất thiết là phải mở một cái bữa cơm hoành tráng và ăn 3 bữa chính với 1.500 calo đó, hoặc là 1.750 calo. Mỗi ngày tăng bao nhiêu nhỉ? 250 mà. Thì cái bạn 50 kg đó trong vòng một tháng phải tăng 1 cân so bác sĩ chỉ định. Thì bây giờ cố gắng nhá. Không nhất thiết là phải ăn 3 bữa hoặc 6 bữa thì phải lựa này. Bạn ấy nôn nhiều quá thì cứ 10 phút cho ăn một xìa con, không bao giờ nôn. Yên tâm, kể cả có rất là kinh, cảm giác mửa đã đến nơi rồi nhưng cũng có không có mà mửa. Làm gì có cái gì mà mửa, đúng không? Thì cái câu chuyện tôi đang chia sẻ là con của tôi đấy, là cháu chỉ ăn một xìa rưỡi mà 10 phút mà ăn một lần thì cháu sẽ không nôn ọe. Và tôi đã test kiểm tra khá là nhiều lần rồi. Còn những trường hợp đặc biệt nữa thì chịu, liên quan đến các hormone thay đổi trong cơ thể họ, thay đổi hormone càng khó quá tốt nhất đừng có làm, đúng không? Thì đấy là cái việc của những người chuyên môn đặc biệt hơn chúng ta. Thì cố gắng nhá, lưu ý này, bữa ăn cho bà bầu như Thu chia sẻ là rất là chuẩn, 6 bữa một ngày. Nhưng đối với trường hợp nhá, khỏe mạnh thì có thể ăn 3 bữa một ngày bình thường chả sao, 4 bữa chả sao cả. Nhưng đối với người hơi yếu một chút thì là 6 bữa một ngày. Còn đối với những người mà cứ tí tí nôn nội mẹ thì chỉ ăn một xìa trong vòng 10 phút, 15 phút lại ăn một xìa. Và chúng ta phải thay thế bằng những cái loại thực phẩm khác, chứ không nhất thiết lúc đó phải ăn cháo, ăn thịt, ăn cá, ngửi đi mùi thịt người ta đã ọe mất rồi còn đâu, đúng không? Ăn các cái viên vitamin tổng hợp, các dạng viên nén tổng hợp có nhiều vô cùng luôn, lương khô nhiều vô cùng luôn, chưa kịp làm sao cảm nhận đi kinh đã nuốt xong mất rồi còn đâu, đúng không? Chúng ta có thể nén tất cả những cái loại là gì nhỉ, các loại thực phẩm, các bữa ăn lành mạnh thành dạng viên, và viên nén giống như viên canxi đấy, tôi hoàn toàn có thể chế được nhá. Ví dụ bây giờ có cái lọ Herbalife, đúng không, tôi có thể làm sao nhỉ, cho một chút nước vào, hơi sệt một chút xíu thôi, và tôi ép vào vòng cái khuôn. Cái khuôn đó có thể là giống như cái khuôn mà viên nén của các loại thuốc ấy, các loại thuốc viên nén, ví dụ viên canxi là thường thường là giống viên nén, đúng không? Với như vậy là uống 2-3 viên thì giống như là ăn cái kẹo thôi, đúng không? Hoặc là chúng ta rén nén thành dạng viên, rồi chúng ta cắt ra nhiều khúc, đúc 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 gắn gắn một cái đầu bút này, ngắn ngắn một cái đầu bút thôi, thì làm gì có cái chuyện là chưa kịp cảm nhận đến mùi vị gì cầm nó ực phát uống tí nước thế là xong, đúng không? Cứ viên một, hai viên một, miễn làm sao tính đủ được từng đó calo, ăn một ngày thành vài chục bữa cũng được, chả sao cả. Ok, thì đó chính là bữa ăn cho người có bầu, được chưa? Và lượng calo tăng dần lên theo chỉ định của bác sĩ để đạt được cái số cân tối ưu để khỏe mạnh, đúng không? Thì từ đầu cho đến cuối chu kỳ, kể cả là đầu cuối hoặc giữa, thì các cái việc đặc biệt quá liên quan đến rối loạn hormone hoặc là hormone đã chưa cân bằng thì mình không thuộc trong chuyên môn của mình thì đừng có đào sâu quá, đúng không? Rồi, và vẫn dựa trên công thức là 30, 40, 30 nhá. Cân bằng đa chất đã, và thực sự là chỉ cần cân bằng được đa chất là người ta đã khá là khỏe mạnh rồi. Chứ còn thiếu cái này, thiếu cái nọ, thế cái kia thì chủ yếu là không ăn được đa chất thì mới thiếu đến vi chất thôi, đúng không? Chứ còn không ăn thì mới thiếu, chứ còn ăn được thì không có thiếu nhiều đâu, không đáng kể. Rồi nhá, thì đó là gì nhỉ? Thiết kế bữa ăn cho bà bầu, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta chuyển sang phần bé nhá. Bé thì hơi phức tạp đấy, phần trẻ nhỏ cực kỳ phức tạp luôn. Trẻ nhỏ lại
Thu ơi, nhờ Thu một chút xíu. Giả thiết như bây giờ mẹ bầu và bé thì bây giờ chúng ta sẽ cố gắng kiểm soát trong vòng của năm đầu thôi. Chăm sóc bé trong năm đầu. Thì trong năm đầu tôi sẽ nói sơ qua nhá, tôi quên mất cái bệnh ấy nó tên là gì rồi. Nhưng là cái bệnh mà tôi gặp nhiều người bị nhất. Bởi vì sao? Bởi vì tôi phải trả giá ở cái bệnh đấy nhiều nhất. Thực sự nghĩ lại vẫn còn dọn. Đó là viêm phổi. Mà viêm phổi thì rất là dễ xử lý, phòng chống. Chỉ cần làm sao đừng để các cháu bị ra mồ hôi nhiều quá. Và tôi biết rằng rất nhiều mẹ nhé, không biết cách xử lý vấn đề đó. Dẫn tới là mỗi một lần viêm phổi thì lại phải làm sao? Truyền rất là nhiều, tiêm rất là nhiều. Hình dung cái đứa trẻ nó bé tí bằng cái nắm tay đấy mà đưa kháng sinh vào người thì làm sao mà nó chịu được. Đến bản thân chúng ta đưa tiêm cho tiêm truyền kháng sinh liều cao như vậy vào người, mình còn đang đau cả cái đầu của mình đi, còn bách cả cái đầu của mình đi, đối chi đứa trẻ bằng cái điện thoại, đúng không? Bé xíu như vậy thì làm sao mà không ốm được, mà cứ một vài tháng lại bị một lần, nhiều khi nhá bị thường xuyên. Và bản thân tôi thì có ba cháu liền nhau nhá, 5 năm sinh ba cháu, và ba cháu thì ở viện liên tục, khoa sản ở bên bên Kiến An ấy, ngay chân cầu Kiến An. Ai là người Hải Phòng thì biết bên chân cầu Kiến An có bệnh viện khoa sản. Và 2 năm rời vợ ở đấy ở đó luôn, vợ ở trên bệnh viện luôn không về nữa. Ba cháu thay với nhau viêm phổi và xác định là nhà ở đó. Và 2 năm đó thì tôi cũng chả có hứng thú trong cái việc là buồn hay chán nữa, tại vì quá quen với việc đấy rồi, mình buông bỏ. Sau khi mà tôi thoát khỏi tình trạng đó, tôi ám ảnh, tôi sợ sợ đến mà không bao giờ muốn gặp lại những cái trường hợp đó nữa, thì bắt đầu mới học tập dinh dưỡng một cách nghiêm túc, học tập các kiến thức, tìm hiểu các kiến thức về dinh dưỡng. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thực từ bản thân nhé. Và tôi biết rằng là có rất là nhiều bệnh liên quan tới các cháu, nhưng đấy là một trong những vấn đề mà chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được và tối giản nguồn lực. Trong khi đó thì hầu hết các mẹ đều không biết. Rồi sau đây thì mời Thu có thể chia sẻ được một chút xíu nhé, về những cái bệnh căn bản nhất thôi, về các vấn đề để phòng tránh các vấn đề căn bản nhất thôi cho các bé. Dạ, em chia Rồi. sẻ. Ok. Dạ, em chia sẻ là thứ nhất ấy, thì theo em được biết ấy, thì trong tất cả những cái tức là trong bệnh viện ấy, là người ta khuyến cáo là trong những tháng đầu đời của trẻ là nên dùng sữa mẹ. Bởi vì sao ạ? Sữa mẹ là cái sức tăng sức đề kháng cho em bé, nó là nguồn kháng sinh tự nhiên. Nó tăng sức đề kháng cho em bé rất là cao. Nhưng hầu như bây giờ các mẹ thì là đều sợ là mất dáng hay là sợ là chảy xệ ngực ấy, thì là không dám cho con bú mà dùng sữa ngoài luôn. Đấy thì bản thân mình nếu mà người là người tư vấn dinh dưỡng thì mình cũng sẽ phải hướng các mẹ đến cái việc là cho con bú mà hoàn toàn bằng sữa mẹ. Đấy, những tháng đầu đời. Tại vì mình phải giải thích cho họ là sữa mẹ là nguồn kháng sinh tự nhiên và nguồn kháng sinh tốt nhất cho em bé. Những bé mà được sử dụng sữa mẹ nhiều là hầu như không 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 mắc bệnh, trừ những trường hợp đặc biệt thôi nhé, trừ những trường hợp đặc biệt là mất sữa các thứ em không nói, nhưng mà mình phải tư vấn cho mẹ vẫn là liên quan đến cái dinh dưỡng của mẹ, là mẹ phải ăn đầy đủ các nhóm chất, bởi vì là những cái nhóm chất đấy nó thông qua sữa mẹ và em bé sẽ dùng được. Đấy, nhưng mà có một cái thực tế đúng là sữa mẹ nó những em bé nào mà dùng sữa mẹ hoàn toàn 100% nhé, nó rất nhanh đói. Đấy, sữa ngoài thì nó cái chất của nó sẽ nặng hơn và nhiều đầy đủ hơn, DHA rồi là các thứ là nó sẽ cân bằng hơn, đầy đủ hơn. Nhưng mà những em bé mà được bú sữa mẹ hoàn toàn ấy thì là cái kháng thể của nó rất là cao. Thế mình sẽ phải hướng tới vẫn là tư vấn dinh dưỡng cho mẹ sau sinh để mẹ ăn đủ chất và cho con bú. Đấy, hoàn toàn. Còn những cái mẹ mình không nói, nhưng mà mình cũng sẽ hướng mẹ đến cái dinh dưỡng cho mẹ để mang lại cái lợi ích cho con. Còn ngoài ra ấy, thì em bé có thể dùng thêm những cái thực phẩm khác, sữa công thức hay các thứ khác thì sẽ ăn dặm vào cùng với sữa mẹ để cho em bé có một cái sự phát triển toàn diện. Còn ví dụ như những em bé mà nó cái sức đề kháng nó tốt, đấy, thể chất nó tốt thì mình có nói là 6 tháng em bé mới ăn dặm. Nhưng thông thường bây giờ ấy, 4 tháng rưỡi, 5 tháng là em bé nó đã đòi ăn dặm rồi, bằng việc thông qua là mình quan sát là tiết nước bọt hay là ngứa lợi hay các thứ khi mà em bé đã chuẩn bị nhú răng là em bé rồi. Thì cái ăn dặm đầu đời của em bé thì nó lại liên quan đến cái việc là những cái mình chọn những cái nhóm chất nào, những cái
thực phẩm nào để cho em bé ăn dặm và làm quen với lại và việc mà đưa những cái vi chất vào qua thông qua cái đường ăn không phải là uống nữa. Đấy thì mình cũng sẽ phải có một cái hiểu biết về xem là thực đơn của bé để mình tư vấn cho mẹ. Thường thì những cái ngoài những cái bệnh về virus bây giờ thì nó rất là nhiều. Đấy thì mình không tránh khỏi có những con virus nó rất là lạ thế ạ. Và thông qua cái việc là thơm em bé hay là ôm em bé hay là các thứ nó truyền từ người này qua người khác đấy mình không nói, nhưng mà thông thường thì là không cung cấp đủ vi chất dưỡng chất cho em bé thì cơ thể nó sẽ phản ứng lại với thời tiết này, với những cái dịch bệnh thì nó rất là nhanh. Thế là mình cũng sẽ hướng người người mà muốn tư vấn ấy để làm sao mà nâng cao cái thể trạng bằng cái việc ăn uống thì là nó sẽ ít hơn cái việc là bị viêm phổi hay là bị viêm phế quản hay là những cái bệnh khác. Đấy, chỉ vì là cái sức đề kháng nó kém thôi, là những con virus nó rất là dễ xâm nhập. Nên là mình cũng sẽ hướng như thế. Còn cái việc mà ăn uống ấy thì bây giờ nó có rất nhiều cái kiểu ăn của em bé này, ăn dặm kiểu Nhật rồi là ăn dặm kiểu truyền thống, nó vẫn là những cái đề tài mà gây ra tranh cãi. Thì là mình có thể Tiếng của hơi vọng. Ok, không sao. thì mình Ở có đâu? thể là cái đấy để tư vấn cho các mẹ một cách nó phù hợp, thì theo cái truyền thống hay là theo cái hiện đại thì bây giờ nó nhiều những cái kiểu ăn uống các thứ lắm thầy ạ. Bây giờ mỗi người có Ok, thể tuyệt vời. là ta đọc thì nó nhiều loại Nó lắm, sẽ nên lan là mình man mà mình mất phương hướng đúng không? Rồi. Rồi. À, cảm ơn Thu cực kỳ nhiều. Như vừa rồi tôi chia sẻ ở đầu đúng không? Tôi chỉ lấy ví dụ một cái bệnh. Thì chúng ta tìm ngay ra nguyên nhân bệnh, tất cả các bệnh của các bé rồi đúng không? Nguyên nhân chính là không uống sữa mẹ, không bú sữa mẹ. Đúng không? Hoặc có thể bú sữa mẹ, nhưng sữa mẹ không tốt. Thì tôi lại lấy một cái ví dụ nhá. Để bản thân luôn nhé, chứ không phải hoàn toàn, là hoàn toàn có tự từ bản thân. Tôi không nói nửa lời sai bao giờ nhé. Khi mà vợ tôi sinh cháu thứ hai đấy, và đúng là sữa rất là hôi. Ngay cái buổi đầu tiên nhé, mà buổi đầu tiên mà cháu vừa sinh ra đấy, vừa sinh ra đấy, thì là cháu vẫn bú nhưng mà khóc. Thì đến cái ngày thứ hai thì là khóc ầm ĩ đấy. Mẹ cứ đưa là đưa ti vào miệng bé là bé khóc ầm lên. Và tôi không hiểu tại sao nó sao khóc thế, cứ đưa ti là lắc đầu khóc. Và tôi kiểm tra sữa, thật sự với mọi người là sữa hôi không khác gì mùi nước cống, chứ không phải là sữa thơm. Tôi bảo úi dồi ôi, sữa như này thì làm sao mà uống được. Vậy thì nguyên nhân tại sao sữa lại hôi như vậy, thì nguyên nhân thì chúng ta biết rồi đúng không? Do mẹ ăn uống không cân bằng, không đủ chất. Bản thân tôi là chuyên gia về dinh dưỡng, tính đến thời điểm này gọi là chuyên gia, đi dạy toàn cho các liên đoàn thôi đúng không? Nhưng mà khi đó mình có biết gì đâu, khi đó mình vẫn là trẻ. Khi đó mà sinh cháu thứ hai thì năm đó là rơi vào 26 tuổi rưỡi, 27 tuổi, bắt đầu chuẩn bị bước sang 27 tuổi, chả biết cái gì về dinh dưỡng cả. Cũng giống như Ngọc Anh bây giờ đấy, có cần gì kiến thức về dinh dưỡng đâu, ăn uống ngủ nghỉ bình thường vẫn có khỏe mạnh tốt đúng không? Và nguyên nhân gây tới tất cả các vấn đề bệnh tật của các bé hầu hết đều từ không sử dụng sữa mẹ. Nhưng vấn đề ở chỗ, ngay kể cả khi sử dụng sữa mẹ thì sữa mẹ cũng phải tốt. Vậy thì cái việc là chúng ta làm sao nhỉ, ăn uống cân bằng chất, đa chất và vi chất để giúp cho mẹ có một bầu sữa khỏe mạnh, và trẻ nhỏ sử dụng cái bầu sữa đó thì mới không có bệnh tật đúng không, hoặc ít nhất là ít bệnh tật. Và chúng ta tìm ra nguyên nhân rồi đúng không? À, ví dụ luôn luôn một cái bệnh nữa nhá, một cái bệnh mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, đó là thiếu canxi ở trẻ. Mà nguyên nhân thiếu cũng không phải là do thiếu canxi mà là do thiếu vitamin D đúng không? Trẻ rất là hay khóc đêm đấy, giật mình bị khóc đêm đúng không? Và bố tôi thì làm pháp sư và bố viết bùa vào chân chân đứa trẻ. Mặc dù tôi lúc đó không có một kiến thức gì về dinh dưỡng, nhưng mình cũng tin vào điều đó là chắc là bị đêm, bị ma quở hay là người nào đó quở. Ở quê các cụ hay như vậy mà. Cách đây vài chục năm, năm đó tôi 27 tuổi, thì mọi người hình dung năm nay tôi 44 tuổi rồi, 37, 47, có đến là mười mấy năm rồi đúng không? Gần 20 năm rồi thì mình vẫn còn chưa hiểu chuyện đã được chuyện đương nhiên. Và cụ vẽ bùa vào lòng bàn chân, và đúng là không khóc thật, thực sự là không khóc thật. Nhưng mà đến bây giờ thì mình giải thích được ra rằng là không phải là ai quở, mà là do thiếu canxi, thiếu vitamin D, thành ra là trẻ bị chuột rút, bị co giật, bài ban đêm đau quá thì phải khóc ầm ĩ lên, thì cha mẹ là hay bóp 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 ấy. Và cái giải pháp, tất cả các giải pháp đều có hết rồi nhé, giải pháp trẻ bị làm sao hầu như chỉ có hết rồi. Cái việc của chúng ta là tìm kiếm các cái giải pháp
Chính xác là tìm kiếm ra nguyên nhân và thay đổi cái nguyên nhân đó để cái bệnh tật đó nó không có. Còn mình chỉ là liệt kê ra một loạt các vấn đề về bệnh tật để làm sao họ biết, họ sợ và họ tránh trước. Và cái trường hợp mà các cháu, các con đấy thì đa phần là các mẹ rất là nghiêm túc trong cái việc là làm sao nhỉ, tìm ra nguyên nhân để xử lý vấn đề trước. Thường là mình yêu con mình mà có thể bản thân mình thì mình cũng không cần phải tìm ra nguyên nhân gì đâu, có bệnh thì chữa. Nhưng mà con mình mà có bệnh thì mình sẽ cuống quýt lên, và thường là cái gia tốc học tập sẽ rất là cao, cực kỳ cao luôn nhá, và hiệu quả cũng rất là cao. Đây là một trong những cái đơn hàng thực sự là dễ ra đơn nhất. Tôi nhấn mạnh lại nhé, trong trường hợp các bạn là huấn luyện viên yoga dạy và làm và lao động làm việc cung cấp các dịch vụ cho những người có bầu, mẹ và bé trước, trong và sau sinh, thì đây là một trong những cái đơn hàng mà dễ ra đơn nhất, không cần phải giải thích nhiều, cực kỳ dễ luôn. Tôi làm bừa ra đơn được, đúng không? Còn các cái đơn liên quan đến giảm cân hay tăng cân nhọc lắm, rồi chữa bệnh nọ bệnh kia đau đầu sốt ruột lắm. Chuyên môn tốt nhưng lại khách hàng không thuộc trong cái phạm vi sẵn sàng chi trả, nó khổ chỗ đấy. Ví dụ như uống rượu đấy, để anh cũng chẳng có tiền nhưng sẵn sàng mua bao thuốc, thì đấy là cái hạng mục sẵn sàng chi trả, đúng không? Thì một trong những cái hạng mục sẵn sàng chi trả của phụ nữ chính là chi trả cho sức khỏe của bản thân trong quá trình là có bầu, trước, trong và sau sinh, và đặc biệt là cho bé. Rồi tôi dừng lại một chút nhé, dành câu hỏi của bạn Thủy. Bạn Thủy cũng muốn tương tác một chút với bạn Thu. Thủy ơi, Dạ em đây thầy. Thủy có muốn tương tác gì với Thu thì hỏi đi. Dạ chị ơi, cho em hỏi là bây giờ là thứ nhất là em muốn hỏi là trước khi sau sinh mình cần bổ, trước khi sinh con cả hai vợ chồng cần bổ sung gì không? Cái câu hỏi thứ hai là mình sao biết được chính xác 1 tháng là cần lên 1 ký, vậy những tháng thứ hai, thứ ba, những tháng thứ 9 thì mình lên cụ thể như thế nào? Mình thì mình không phải là bác sĩ thì sao mình có thể biết được chị? Vậy em xin hết ạ. Em thì em sẽ trả lời chị với cái việc như này. Hầu như là cả khi mà mình có xác định cái tư tưởng là mình muốn sinh em bé thì là mình sẽ phải có một cái chế độ ăn riêng đấy chị ạ, đối với cả hai vợ chồng. Ví dụ như là mình đối với ông chồng thì mình có thể ăn thêm cái lượng sắt lên, cái lượng đạm lên, để mình nói nôm na là để cho cái chất lượng tinh trùng nó khỏe ấy, thì là có dễ là thụ thai hơn. Và mình có thể ăn những cái thực nhóm thực phẩm ví dụ như hàu này, giá đỗ này, thịt bò này, đấy là theo em biết như thế. Còn đối với vợ ấy thì là mình cũng sẽ phải, ngoài cái việc ăn uống điều độ, ăn uống ngủ nghỉ điều độ để có một cái sức khỏe tốt, thì là mình và cũng phải gặp bác sĩ, có thể là uống tăng cái nội tiết tố của mình lên để cái niêm mạc nó dày lên và mình dễ thụ thai hơn. Và mình cũng phải ăn uống đầy đủ chất, ví dụ như là bổ sung thêm acid folic. Đấy, cái acid folic nó rất cần thiết cho cái việc là trước khi mình mang thai, thì đấy là mình cũng sẽ phải là chế độ ăn uống rồi là ngủ nghỉ các thứ mình sẽ phải để ý. Còn là uống thêm cái acid folic đấy thì là khoảng 1 cho đến 3 tháng trước khi mang bầu. Còn là cái việc mà tăng cân, ví dụ như là như bác sĩ khuyên là ví dụ trong thầy nói là rất là chuẩn ạ, từ cả một cái quá trình thai kỳ mình tăng từ 8 đến 12 kg thì có thể mình sẽ phân chia đều vào cái ba cái giai đoạn là phát triển của thai nhi đấy, giai đoạn 1, 2, 2, 3 đấy. Nhưng cũng có những người mà cái cơ địa người ta, như em vừa chia sẻ, là cái cơ địa của người ta là nó có nhạy cảm hơn bất kỳ cái giai đoạn đầu ấy, nhạy cảm hơn bất kỳ một cái giai đoạn nào. Thế đấy, người ta ăn xong người ta nôn thì mình có thể chia nhỏ cái bữa ăn để tức là mình giữ cái mong muốn của mình là giữ cái cân nặng và giữ cái sức khỏe đã. Đấy, đấy còn 3 tháng đầu có người không tăng cân nào, nhưng ba nó lại dồn rất nhiều về 3 tháng cuối và 3 tháng giữa. Vì mình nghĩ là 3 tháng đầu mình sút cân rồi, mình không tăng cân, mình phải ăn bổ sung thêm. Đấy là cũng là một cái quan điểm sai lầm đấy ạ. Đấy, còn không phải là cứ phải mình phải phân chia là ví dụ 1 tháng 1 mình phải tăng 1 cân, 2 cân, 3 cân. Có thể cái 8 đến 12 cân đấy sẽ phân bổ đều trong suốt cả cái quá trình mang thai của mình. Tức là mình làm sao mình phải kiểm soát được cái cân nặng nó rơi vào 8 đến 12 cân đấy. Đấy, chứ không phải là mình phải phải quan điểm là mình phải giữ cân nè. Tháng đầu mình tăng 1 cân, tháng 2 mình tăng 2 cân, không có ạ. Đấy, mình cũng phải tùy thuộc với cơ địa của mình nữa cơ. Còn mình phải xuyên suốt cả một cái quá trình thai kỳ là mình sẽ phải cái đinh ninh trong đầu mình là mình phải cái tăng là 8 đến 12 cân là đẹp nhất, là con số đẹp nhất, con số lý tưởng. Còn nó có thể chia đều ra hai cái giai đoạn 2 và 3 cũng được.
Chứ còn có những người trong giai đoạn 1 họ còn sút cân cơ, sút đến 4, 5 cân và sút đến 7, 8 cân, có những trường hợp như thế. Nên mình sẽ hướng người ta tùy vào theo cái cơ địa của người ta, và mình cũng phải xác định được là cái cân nặng tối thiểu mình có thể đạt được trong cái giai đoạn thai kỳ để mình phân bổ cái bữa ăn cho nó hợp lý thôi chị ạ. Em cảm ơn ạ. Ôi, tuyệt vời. Cảm ơn Thu cực kỳ nhiều. Hôm nay rất là may là có bạn Thu, cho nên đúng cái bài mà cần, đúng đến chuyên môn của các cái chuyên gia về dinh dưỡng cho mẹ bầu và bé, lại trả lời rất là ngắn gọn, xúc tích và tiếng rất âm lượng, rất là rõ ràng, rất là to, đúng không? Ai nghe cũng rõ, video quay lại cũng rất là rõ, mọi người hoàn toàn có thể xem lại nhé. Rồi, tôi tổng kết lại toàn bộ nhé. Toàn bộ kiến thức vừa rồi chúng ta đã nắm vững được hết rồi, đúng không? Nhưng chúng ta chỉ cần nhấn mạnh này, chúng ta đang sử dụng cái công cụ là chữa bệnh, không dùng thuốc, và tìm ra cái nguyên nhân của vấn đề. Chỉ cần tìm ra được nguyên nhân của vấn đề, và nguyên nhân của vấn đề là gì, thì mình chỉ cần thay đổi cái nguyên nhân đó thôi, thì tự động cái kết quả sẽ thay đổi theo hướng tích cực, đúng không? Để tránh cái trường hợp là mình cứ la đà vào chữa bệnh này, chữa bệnh nọ, chữa bệnh kia, thiếu cái này, thiếu cái nọ, thiếu cái kia, ăn còn chẳng ăn được thì chắc là bổ sung đủ thứ thôi, mệt mỏi đúng không? Và mẹ cũng chả có ăn được thì làm sao mẹ không nhiều bệnh, bé mà cũng chẳng ăn được, mẹ không có sữa thì bé lấy cái gì ra mà ăn, đúng không? Thì cũng dẫn tới một loạt các vấn đề về sức khỏe. Thì chúng ta có đi chữa gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là chữa phần ngọn thôi, thì cái việc không ăn được cũng không khác gì cái việc là ăn thừa, ăn sai, đúng không? Thì mình chỉ cần làm sao nhỉ, thiết kế được cái bữa ăn thật là chuẩn cho mẹ. Thì ở đây chiều cao cân nặng của mẹ, cơ địa cơ tạng của mẹ, việc của chúng ta là chỉ cần làm sao nhỉ, tính thật chuẩn cái lượng calo dựa trên con số cân bằng, và chúng ta chờ đợi cái kết quả tốt đẹp xảy ra. Thế thôi, càng đơn giản thì càng tốt và càng tối ưu. Tránh trường hợp học nhiều quá, vitamin C là gì, AD, K là cái gì, sắt, chì, nhôm là cái gì, bổ sung cái gì, bổ sung gì, mình không phải có cái chuyên môn sâu đến mức độ như vậy. Mà mình tư vấn đúng là như Thu chia sẻ đấy, nóng quá thì sao, dẫn tới táo bón. Mà táo bón mà liên tục trong vòng vài ngày thì làm sao, mất nhiều nước quá, lại khó ngủ, mất ngủ nữa thì chết dở, lại lan man sang các vấn đề khác thì rất là mệt mỏi, đúng không? Chúng ta càng cố gắng gọn gàng, càng ngắn gọn càng tốt, miễn làm sao xử lý được vấn đề tầm 70-80%, thế là được rồi. Tránh trường hợp là cầu thị quá, dẫn tới là hỏng việc, đúng không? Rồi, toàn bộ kiến thức trao đi của buổi học ngày hôm nay thì kết thúc ở đây. Ngoài ra thì lớp mình có ai cảm thấy muốn tương tác điều gì không, hoặc là chưa hiểu ở đâu đó, thì chúng ta lại tiếp tục tương tác với nhau vài phút sau chúng ta nghỉ. Chị Nga, chị muốn nói điều gì không? Thế chị bật mic này này. Em thấy là các em với lại thầy nói vấn đề rất là đúng, tại vì em cũng đã từng trải qua là có thai rồi giữ thai làm sao. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng nữa đó là người mẹ phải cần giữ một cái tâm tính là bình tĩnh, đừng có bị như kiểu mà stress hay là làm việc quá nặng nề thì nó cũng ảnh hưởng đến thai nhi ạ. À, ngoài việc ăn uống thì cũng phải giữ gìn tâm hồn, phải được như kiểu là thư thái rồi bình tĩnh, thì em nghĩ cái cuộc thai nhi, cái cuộc có thai nó mới có thể thành công được. Rồi, cảm ơn chị cực kỳ nhiều. Rất là tuyệt vời. Chị có rất là nhiều kinh nghiệm sống rồi, mà chị chia sẻ thì chắc chắn là chuẩn 100% rồi. Đó. Chị Nga, chị hiện tại đang lao động, sinh sống và làm việc ở Na Uy. Đấy, chị rất là chăm chỉ. Tầm 10 tuổi rồi mà vẫn còn sắp xếp thời gian giữa giờ. Bên đó bây giờ đang là mấy giờ chị nhỉ? 4 giờ chiều ạ. 4 giờ chiều vẫn đang giờ làm việc. Đó, mà chị Dạ. vẫn để dành thời gian để mà học tập các kiến thức phát triển cá nhân. Rất là đặc biệt đấy, không nhiều đâu, rất ít người, còn người Việt của mình thật sự là đúng là đang nằm trên tất cả các loại thuốc. Chúng ta có nhiều thức ăn lắm, chúng ta đất nước nhiệt đới mà vô vàn các loại thức ăn, hoa quả rồi động vật, thực vật vô vàn nhiều, nhưng mà lại làm sao có bệnh ở trên đống thức ăn đó, rất là lãng phí đúng không? Trong khi đó các quốc gia khác thì họ là các cái xứ mà ví dụ Na Uy rất là lạnh đúng không, cực kỳ lạnh luôn, thì thiếu những các loại hoa quả nhiệt đới có đâu, chắc chắn là không thể nhiều như chúng ta được, vô vàn luôn các loại, miền Bắc miền Trung miền Nam vô vàn luôn, thức ăn cũng vậy. Thế thế mà lại không biết cách sử dụng thì quá là lãng phí đúng không? Đó. Rồi. Một trái sầu riêng bên em là thầy biết không, là 1 triệu mấy á thầy. Một triệu mấy một một trái trái sầu riêng một đấy, trái sầu riêng 3 ký là em mua 1,5 triệu đấy, 1,8 triệu triệu rưỡi đấy, 1,8. À, chỗ của Thủy, chỗ của Thủy là khoảng bao tiền Thủy ơi?
Có thầy ơi, ít nữa em chờ em chín em ship về cho. Ở chỗ Thủy khoảng 3 cân, như chị Nga chị bảo là 3 cân, thì ở chỗ em 3 cân mà mua tại vườn được khoảng khoảng bao tiền? Bữa nay cắt tại vườn khoảng tầm ri 6 khoảng 40 thầy, còn thảo riêng Thái chắc phải 65, rồi vu sang Kinh thì chắc cao hơn một chút rồi. Đấy, thế có nghĩa là rơi vào tầm khoảng 300 nghìn đúng không? 300 nghìn đổ lại là được 3 cân. Vâng, hai thầy. Đấy. Cơm cơm người ta tách vườn là có khi cả 100.000 một ký đấy ạ. Người ta Đấy. chọn những quả nhỏ quả thải đấy, 100.000 một cân thôi. 100.000 cân còn tách ruột cho nên đấy. Đấy thì Vâng, đấy. tách vườn. Đấy, ngon chưa? Thế mà nào nào có dịp mà 99 này Có để mọi người được thưởng thức thầy. nhá. Tuyệt vời chưa? Thu ở Hải Phòng này cũng được hưởng hưởng này. Đúng không? Ăn Ok, tuyệt thuốc vời. Hồng Nhung cũng vậy này. đâu Nghe nó thầy. sầu Ok thầy, riêng người Hải lúc Phòng nào miệng cũng được lắm. 3 con nữa thầy. Ok, thế cái cây Rồi. sầu riêng thầy trồng đấy có ra quả không nhỉ? Ở nhà Thùy nhỉ? Chắc không Em biết. nghĩ là ở đấy lạnh thì khả năng không ổn không thầy. Không lạnh sẽ ra được. Rồi ok, có khi có ra ăn cũng chả ra gì nhỉ? Vâng, mùa nóng với Đúng lạnh nó bất thường nên nó không ôn hòa. Ở đây thì rồi. nó quanh năm ấm áp ạ. Ok, tuyệt vời. Rồi, chúng ta sẽ dừng buổi học ngày hôm nay nhé. Cái lượng thông tin thì rất là nhiều, thì cố gắng gọn gàng thôi để tránh trường hợp mình bị quên quên bài. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Buổi sau chúng ta sẽ gặp lại nhau sau nhé. Mến chào Thầy, Hồng. em có thể kết nối với chị Thu được không? Có em cứ chủ động nhá. Đấy, chị Thu Em không đã biết có chị người hâm Zalo mộ là rồi kìa. gì. Em không biết chị Zalo tên là gì. Zano chị ở trong khóa K3 đấy. Em cứ nhắn em hỏi chị Thu là được nhá. Dạ, em biết rồi, cảm ơn Ok. thầy. Mình chào mọi người nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau sau. Cảm ơn thầy ạ. Chào thầy, chị Chị chào Nga nhé. mấy các Chào em. mọi Thầy, anh chào nhé. thầy ạ. Chào mọi người.